Tầm tối cuộc đời quá gian nan, những gánh nặng có hàng tá đang mang ngồi than van, không giúp mày khá với thằng bạn tao cá, toàn là dối trá lan man. Mày như là chiếc lá lang thang ở bên đường, thời gian phá tan hoang họ xem thường, đá sang ngang xa cơ thì lại không ai sẽ cùng mày. Từng ngày vượt qua trông gai, rồi mùa xuân lại phải che đi mùa đông phai. Vườn đào người ta khoe có vài bông mai, và từng lời nói mày đã nghe như là thông tai vai. Mày đã đóng là cái bóng không thể nào xóa được, quả bóng mày đá trượt lại ngay khi mày đi cá cược. Một kết cục quá mượt lượt, kế tiếp tiếp mày tiếp đó là kiếp sau. Ý thức phí sức nó mới biết đau khi mày thấy cơ đấy, nhưng mà khó gần trên đầu bá tắc có thần. Cô đơn như cô đọng còn hơn đi ban ơn những tình nghĩa trong vô vọng. Không kể xiết nhưng không thể tiếp, chịu thua với cảm xúc mà lại không thể biết. Nó dần vặt mày nhưng mà không thể giết.